SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Với trận thua vừa qua trước đội tuyển Nhật Bản thì đội tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 6,1 điểm và tụt thêm một hạng xuống vị trí thứ 99 thế giới. Đây là thứ hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam kể từ tháng 9 năm 2019. Vào ngày 16 tháng 11 tới đây, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu tiếp theo trên sân nhà gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út. Nếu thất bại, đội tuyển Việt Nam sẽ bị trừ thêm 7,8 điểm và nhiều khả năng văng khỏi top 100 thế giới lần đầu tiên sau 3 năm. Nếu thắng, tuyển Việt Nam được cộng thêm 17,2 điểm và trong trường hợp hòa, đội có thêm 4,7 điểm. Bảng xếp hạng tiếp theo được FIFA công bố vào ngày 25 tháng 11 sau khi các đội tuyển thi đấu xong vòng loại World Cup tại các châu lục. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.